Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm tựa game Phong Thần Lục. Thực ra tựa game này nó ra mắt là 1-2 hôm rồi đấy, nhưng hôm nay mình mới có thời gian chơi thử xem như thế nào anh em ơi. Tựa game mới nhất mình thấy là Khương Tử Nha 03 anh em nhé. Rồi, nhân vật nam ấy nhỉ. Chọn một cái tên ngẫu nhiên đi cho nó chất chơi nghỉ rơi anh em nhé. Đây là một tựa game mới Suha Game. Chơi thử xem như thế nào. Ok. Wow. Ủa, hình ảnh thì mình thấy là xem tướng thì các thứ như thế nào đây. Ủa, sắp vào phát này có ghép nhanh trang bị luôn nhỉ. Thế như nào? Ô, không cần hướng dẫn tân thủ à? Lần đầu tiên là thấy vào phát là không thể có hướng dẫn tân thủ gì luôn anh em nhá. Nhận nhiệm vụ này. Ta nhận luôn, nhận được kim nguyên bảo VIP. Rồi nạp đầu các thứ, các kiểu thì chúng ta có thể là nhận được VIP vũng. Cứ bao nhiêu điểm đấy? 100 điểm XP VIP là tương đương bao nhiêu tiền ta? Đấy, chưa làm nên chưa biết anh em. Đây đây, VIP không thì vẫn có thể mua được quà. Ok. Tướng thử coi. Tướng anh hùng đầu tiên. Tăng cấp 5 level. Ồ, đồ họa phong cách kiểu 2D nhỉ. Quay về tí. Mạo hiểm tí xem nào. Ê. Chiến thôi. Ok. Rồi. Ta cả này tục tiệp luôn. Hải sau xem nào. Ok, dễ vậy. X1 phát là xong luôn này. Xác nhận này anh em ơi. Rồi đây có phần quà. Nhận thưởng luôn này. Quà vật ải có trang bị anh em nhé. Trở về chủ thành. Ơ bây giờ bắt đầu mới thấy hiện lên hướng dẫn tân thủ là như thế nào đây. Ống thịt tin được cái ảo thế đấy. Phong thần. Như mỗi một để xem được cái gì nào. Ôi à. Ui dồi, 4 sao anh em ạ. Tưởng là phát chiêu một đầu tiên nó phải cho tướng gì đấy cực kỳ xịn so con bò tí chứ nhỉ. Có mỗi 4 sao nhìn thì tướng tím mà không khoái rồi anh em ơi. Cứ phải tướng cam nhìn nó mới chất chơi cái dây chứ. Mảnh tướng này. Ghép luôn. Xác nhận. Cái dê. Nhiệm vụ tiếp theo. Mạo hiểm. Đội hình. Chưa biết tướng trong này là chủ đề gì ta. Bình thường sẽ có phong thần bảng này. Tam quốc các kiểu con là điều. Nhưng mà chưa biết kho tướng như thế nào. Trác Văn Quân à. Rồi. Lụm luôn. Ái văn cơ này ơ. Ok. Rồi luôn. Xác nhận luôn này. Quà đây có cái gì đây. Nhận thưởng luôn này. 15k XP. Hành chính tiếp tục là làm nhiệm vụ. Nhưng được cái mình thấy khá là mượt. Xác nhận. Rồi. Trở về chủ thành tiếp tục thôi. Mua shop bí ẩn này. Tướng xem nào. Anh hùng thì đây mình có thể nâng cấp được. Nhưng mà ba vị tướng đầu tiên của mình toàn là ba tướng tím thôi. Chưa thấy có một vị tướng nào là tướng đỏ xịn sò con bò hay là tướng cam gì đấy. Trang bị cho nào. Ok. Ấn nhận rồi ta. À ấn nút nhận thì nhận bên dưới này anh em ạ. Thần khí xem nào. Thần khí. À hình như là cái này là phải làm nhiệm vụ đúng không. Rồi hoàn thành nhiệm vụ này chiêu mộ cao 2 lần. Cũng như là tăng cấp người chơi đến level 8. Tướng thế nào. Mặc nhanh luôn. Quay vé. Hành chính. Đạt luôn. Mạo hiểm luôn nào. Chiến tinh anh. Hải tinh anh à. Rồi một chém. Một phát nữa là đi. Ra ở đầu vượt ải khá là dễ anh em nhé. Hạng vũ này. Ok. Ê à. Ê à. Lộn luôn này. Ủa nhưng sao ở đây nhìn nó. Đồ họa kiểu nó không được sắc nét lắm nhỉ. Để mình check thử coi trong phần cài đặt xem là. Để mắc đồ họa cho ta. Không có. Ok. Cài đặt đâu nhỉ. Ủa. Để mình xem phần cài đặt ở đâu ta. Đây đề xuất. Cái này là cái gì. Không phải. Ôi. Ảo ma Canada thế nhỉ. Không phần cài đặt à. Chứng tỏ là mình không thể nào mà chỉnh cho đồ họa cao hơn nữa. Đây là đồ họa kiểu là mượt nhất rồi anh em ạ. Xịn xó có bò nhất rồi. Level 10 tùy chọn. Ồ, ở đây mình thấy có tùy chọn X10 này. Cố gắng vượt đến level 10 xem là nếu như mình không nhầm thì cứ đạt level nhất định thì chúng ta sẽ có 10 lượt rút miễn phí. Hay ha. Được, nói chung là có thêm lượt rút này là ngon. Với những tựa game gacha mà chúng ta có thêm lượt rút miễn phí là được rồi. Thật con nhà bà lấy luôn đi chứ. Trong lúc mà
Anh đấm như thế này mình có thể quay trở ra làm nhiệm vụ không? Ô có này. Hi, ngon. Hải sau luôn. Đấy, ra đây nâng cấp tướng tí anh em ơi. Nâng cấp hết. Sau này chắc có khả năng trùng sinh đấy. Cứ nâng cấp bừa đi. Trải nghiệm là chúng ta cứ phải tự tin lên anh em ạ. Mặc nhanh này. Yeah, tăng bậc á. Thôi chết rồi, mình đang định nâng em này lên nhưng mà thôi không sao. Cùng là tướng tím đi, nâng luôn em này lên nha. Một phá tăng bậc này. Ui dồi, tiêu tốn nhiều cái lọ thuốc IP thế nhở. Ở đây có dấu chấm thần khí này. Ô, nó tự động vượt ải không ta? Ải 8 này, để mình xem nó tự động vượt không anh em nhé. Nhận thưởng luôn. Lại là bộ kè đen. À, có tự vượt thật. Lên cấp 10 này anh em này. Sau khi chọn sẽ tự động phân giải anh hùng 3 sao trở xuống. Nên chọn cái này anh em nhé, cho nó đầy túi này. Ồ, chưa mỗi X10 thì chúng ta cần tốn nguyên bảo anh em ạ. Thôi X1 đi, làm nhiệm vụ cái đã. Hãy sau đi xem từ đây là từ gì đây. Ây à, 1, 2, 3, 4, 5 sao này. Ý, ngon, cực kỳ hiếm luôn. Rồi, tướng cam anh em nhá. Không biết là có phẩm chất tướng đỏ hay không đây. X10. Khoan. Hành chính xem nào. Vòng quay may mắn. Hãy sau đi. Qua 7 ngày, qua quay chọn X10 đấy. Ờ, à, đây rồi. Miễn phí X10. Ui da, 4 lần chọn X10 chắc chắn có tướng 5 sao. Rồi, tướng này là tướng gì đây? Ui giời ơi, Lý Tín. À không, để xem nào. Chu Du à? Ây à. Có một vị tướng 5 sao đó chính là Chu Du anh em nhá. Để xem lần này là cái gì đây. Hải sao vậy đã? Yeah. Bình luận làm cái quay gì? Từ chối ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Cái gì? Đến ghi là nào? Là sao? Đến ghi. Trời ơi! Đó là... Ui giời ạ! Thì ra là vào nhận xét sau đấy nhận được phần thưởng. Ơ, cái này hợp lý này. Anh em nên vào nhận xét các kiểu có đặc điểm để lại comment để chúng ta có thể nhận quà nhá. Ok, sẽ nhận luôn này. Có những từ năm sau bên này là cái gì đấy? Em này là em nào? Điêu thuyền à? Trông điêu thuyền được cái nhỏ. Miễn phí 10 phát nữa xem nào. Ê, võ tắc thiên này. Ui. Lâu lắm rồi mình thấy có một tựa game mà có tướng võ tắc thiên anh em nhá. Trời ơi, ải sau. Đây là ai đây? Thích kế quang à? Thanh niên này nghe vẻ là lạ lắm nhỉ? Võ tắc thiên. Phải theo đuổi giấc mơ của mình. Tôi chọn điêu thuyền đi anh em ơi. Nhìn trông em điêu thuyền lực như thế này không chọn hơi phí anh em ạ. Nhận luôn nhé. Tái nhận này. Ơ, đây mà. Ok hả? Nhận chưa? Tướng của mình đâu? Ơ. Từ xa xưa, trâu già luôn muốn gặp. Thiết phiến công chúa à? Mình chiêu mộ lúc nãy. À đúng rồi, lúc nãy. Lúc nãy mình chiêu mộ ra thiết phiến công chúa thật anh em ơi. Nhưng mà điêu thuyền thì mình chưa thấy trong đội hình nha. Đồ giám này, đây là phẩm gì đây? Chiến tức thắng. Phẩm đỏ thật anh em ạ. Không có trận chiến nào có thể làm khó. Rồi luôn. Hàn tín. Ơ, có phải là phẩm đỏ không ta? Anh hùng 10 sao, anh hùng 6 sao và anh hùng 5 sao. Ờ, 5 sao. Ồ, thế chúng ta xuất phát từ tướng 5 sao thôi anh em nhé. Sau đấy thì nâng cấp dần lên thì nó sẽ hiện thị những cái phẩm chất ở trên này thôi. Nhìn chung là 5 sao là cũng móc pinh rồi. Tướng hai phe thần ma xem nào. Ý, mình có luôn thiết chiến công chúa phe thần ma luôn à? Ây à, này có phải là hên không anh em? Hay là ai chiêu bộ ra được như thế nhở? Anh em nào chơi để lại comment ở bên dưới cho mình biết được nhá. Rồi, lấy được thêm cái dìu này. Ok. Ok luôn. Quả nhưng mà hơi bâng khuâng cái chỗ này này. Chọn X10. Chọn được chưa? Miễn phí ải 40 à? Không để ý cái phần ải 40 anh em ạ. Thế thì cắm mặt đi phần ải thôi. Vừa có thêm một em thiết phí công chúa rồi thì đánh đấm nó phải ok la hơn chứ. Xác nhận này. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉnh lại đội hình một chút. Ra trận nhanh luôn. Ui, nhìn này. Ngon lành luôn. Đẹp phết anh em ạ, không đùa. Chiến luôn. Rồi, bắt đầu chiến đấu nhá.
Để xem skill của em thiên vị công chúa như thế nào đây. Đánh thằng dọc à? Không, có skill của em đó là như nào nhỉ? Đánh đơn mục tiêu. À, ma Canada đấy. Để mình xem vai trò của em đó là cái gì đã. Có khi tướng hỗ trợ thì ôi dồi ôi. La sát thánh nữ. Đâu. Thông tin bồi dưỡng vận thế. Skill ra nào? Không, vai trò đâu nhỉ? Không, chưa thấy vai trò đâu anh em ạ. Đan bồi dưỡng tháo nhanh này. Ok. Tao có skill nè. Ba địch tốc độ cao nhất chịu 84% sát thương phép này. 55% kèm hiệu quả mất HP. Công tăng 15%, HP tăng 5%. Hàng chất định chịu 140% sát thương phép. Em này là một em thiên về sát thương phép anh em ạ. Có miễn dịch hóa đá, tấn công mục tiêu của hóa đá hay sát thương tăng 10%. Thế thì em này phải đi với đội hình mà có hiệu khống chế là hóa đá anh em nhé. Ngoài ra thì em này cũng có hiệu quả là mất HP nữa, khá là khó chịu. Nhưng tỷ lệ hóa đá của em này nó chỉ có 20% thôi. Nấm không biết có ngon lành cái đào hay không anh em ạ. Mới level 10, tăng lên xem nào. Nhưng bị hết tài nguyên. Ổn thế. Biến luôn đây nào. Để mình xem một số những cái sự kiện. Xem là có thêm tài nguyên gì nâng cấp cho tướng mạnh mẽ hơn không nhỉ. Ok. Kế hoạch tăng. Hết rồi mà. À đây có cái gì đây. Ngày 2. Ơ à, nào. Ấm đỏ mà. À đây ngày 1 đây. Nhận luôn này. Trời ơi. Hơi bừng khuồng tí anh em ơi. Hành chính vòng quay may mắn. Một phát. Cái gì. Trời. Phát nữa sẽ là phúc lợi. Phúc lợi thì đăng nhập nhận quà. Không, còn phúc lợi này. À, quỹ ưu đãi à. Ui ơi, lệnh chiêu mộ cao. Quỹ xa hoa. Càng thế. Còn gì đâu nhỉ? Sao lại ghi hiện chấm đỏ đây nhỉ? Nhận lại hả? Ui. Nạp phiếu. VIP. Phúc lợi đặc quyền. Nhận luôn 50 kim nguyên bảo anh em ạ. Ui thế. Hết rồi. Giờ không biết là bao giờ mới vượt xong cái màn 40 đây. Trong đấy thì mình sẽ làm nhiệm vụ nhận thưởng tân thủ á. Ở đâu? Đây à? Thế luôn. À, có nhiều cái thuốc XP để nâng cấp level rồi anh em ơi. Thêm một vị tướng tím nữa này. À, ở đây có thêm lệnh bài này. Mạo hiểm. Nhận tiếp. Ý. 5 sao à? Úi, mình thấy 5 lệnh bài kìa. Nhận thưởng luôn. Mạo hiểm. Ý, ngon. Hành chính. Chiêu mộ cao. X10 có đủ vé chưa ta? Có đủ rồi này. Chiêu mộ phát này để xem nào. Tướng gì đây? Ui dồi, Hà Tiên Cô. Ui dồi, Trịnh Thành Công. Ui dồi. Ui, Thích Kế Quang, ui, đèn thế nhở, biết thế lúc nãy mình lấy luôn em Thích Kế Quang anh em ạ. Anh em hết sức lưu ý nhé. Mình nghĩ là ở cái phần rút x10 đầu tiên ấy. À đâu, mình đã nhận nó, ô may quá, mình chưa nhận này. Ở đây là mình có em Thích Kế Quang này. Khả năng là lấy luôn một em này nữa để có thể là tăng sao cho nó nhanh anh em ạ. Hợp lý. Thì ở giai đoạn đầu khi mà chúng ta làm nhiệm vụ xong thì cứ vào rút x10 đi để xem ra em gì nhá. Thì sau đấy anh em... ở đây có một phần là rút X10 miễn phí khi mà đạt level 10 ấy. Nhưng mà phải đến vượt là màn 40 ở trong mạo hiểm thì chúng ta mới nhận được. Thế anh em xem là trùng vị tướng nào không. Thì chúng ta lấy luôn. Có hai copy tướng nâng cấp cho nó nhanh nhá. Ok, thế anh em thấy tựa game này như thế nào nhớ để lại comment ở bên dưới nhá. Và anh em nào cũng chơi thì vào server 3 chơi với mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.